Theo quy định, toàn bộ xe khách được lắp ráp sản xuất nhập khẩu từ mùng 1 tháng 7 năm 2016 sẽ phải ngăn khoang hành lý ra làm nhiều ngăn. Đây là biện pháp để tránh việc nhà xe dùng khoang hành lý chở theo các hàng hóa lớn và hàng hóa có khả năng cháy nổ khi bị xê dịch dễ xảy ra tai nạn. Và quy định này đang khiến nhiều nhà xe lo lắng. Tháng 5 năm 2016, công ty cổ phần vận tải du lịch Hải Thiên đã nhập khẩu tổng cộng 5 chiếc xe khách. Khi đi đăng kiểm thì cả 5 chiếc đều được đơn vị đăng kiểm yêu cầu ngăn khoang hành lý thành nhiều ngăn. Theo quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải, mỗi khoang khi ngăn không được quá 1,5m chiều dài và 1,2m chiều rộng. Biện pháp này nhằm tránh xê dịch hàng hóa khi vận chuyển, nhưng lại khiến nhiều nhà xe băn khoăn. Trên cái xe này mỗi một thân cốp của tôi là dài tới 1m7 rồi. Bây giờ ngăn thì bây giờ còn 20 mấy phân thì chúng tôi để làm cái gì? Mà cái vách kia không thể chặt, cái vách đấy đi được. Thì đấy là cái mà tôi cảm thấy là nó rất là điểm chung, rất là nhom nhem. Quy định chung của cái nhà sản xuất đưa ra, mình nhập xe về nó đã là chuẩn rồi và đã được đăng kiểm sử dụng lâu nay. Bây giờ lại thay đổi thêm một cái lần thay đổi mới, nó sẽ không phù hợp cho doanh nghiệp, mất thời gian và mất thêm chi phí và làm ảnh hưởng cái mẫu mã chung. Trả lời cho vấn đề này, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định đây là quy định chỉ áp dụng tại Việt Nam và dựa trên đặc thù thói quen chở hàng hóa của người Việt. Nhiều vụ tai nạn, sau khi điều tra mới biết trong khoang xe chở gỗ, đồ dễ cháy nổ, thậm chí là cả chiếc xe máy. Trong cái kích thước thì của hầm xe thì có những quy định tối đa là 1,5m, 1,2m. Thì nó cũng xuất phát từ cái việc ấy là đủ cái kích thước để xếp những cái vali, những cái túi xách tay kèm theo đối với hành khách. Đấy là những cái kích thước mà những cái vali to nhất thì cũng đã xếp được đấy. Và tránh được cái việc là lợi dụng hành khách để xếp rất nhiều hàng, để thậm chí lên đến vài tấn hàng ở trong hầm xe. Tuy nhiên, để vừa đáp ứng quy định, vừa đảm bảo nhu cầu vận chuyển hành lý, hàng hóa, các nhà xe sẽ hoặc phải tháo dỡ vách ngăn giữa, hoặc phải ngăn hai khoang thành bốn khoang nhỏ hơn. Xe của mình nó như thế này, ngăn thì hoàn toàn bộ phía cốp bên này là coi như không sử dụng được. Mà nếu có sử dụng đi thì nó sẽ rất là mất an toàn giao thông cho người đi đường, mà cả cho anh em nhân viên và khách hàng. Cái việc này như thế thì tự nhiên là cái cơ quan, ví dụ như cảnh sát giao thông chẳng hạn, họ có thể họ lại tăng thêm được một cái phần tiêu cực nữa mà để cho anh em doanh nghiệp bị rất là vất vả. Sẽ bị chật hẹp hơn, khó đưa vào. Và có những khách thì khi mà chật hẹp thì người ta sẽ đưa lên trên xe. Và khi đưa lên trên xe thì lại vướng lại chỗ đi lại của khách, hoặc là để lên trên khoang hành lý để xách tay thì nó lại quá khổ, lại bị rơi xuống nếu vô tình đi đường rơi. Khẳng định yếu tố an toàn khi ngăn khoang hành lý, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng thừa nhận có những bất tiện nhất định cho các đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là khi dừng đỗ xe bên đường để xếp hoặc dỡ hàng hóa, hành lý. Thêm vào nữa, chỉ những xe nhập khẩu lắp ráp từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 mới buộc phải ngăn khoang, nếu không sẽ không được đăng kiểm. Những xe khách mà đã hoạt động trước ngày 1 tháng 7 thì nó không bắt buộc phải thực hiện cái điều này. Thứ hai nữa là trong các quy định xử phạt mà theo tôi biết hiện nay là theo nghị định xử phạt ấy, là không có quy định về xử phạt đối với trường hợp mà các cái xe hoạt động trước 1 tháng 7 không ngăn khoang hành lý. Một quy định khi mới đi vào thực tế sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới các đối tượng liên quan. Và thực tế, quy định về ngăn khoang hành lý xe khách đã có từ năm 2014. Song, do thiếu yếu tố tuyên truyền cộng với cách giải thích không rõ ràng từ các trung tâm đăng kiểm đã khiến các đối tượng chịu tác động, mà ở đây là nhà xe và các đơn vị vận tải băn khoăn, lo lắng.